Hello, xin chào toàn thể mọi người nhé. Shop công nghệ nghe đèn 4.0 hotline 0886993345. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm camera ngụy trang hình chiếc bóng đèn bạn nhé. Đó, thì đây là sản phẩm này. Đó. Này, mắt camera ở bên dưới này bạn nhé. Xung quanh đây sẽ là các cái lỗ để giúp bạn tản nhiệt. Khi bạn cắm lâu thì sẽ không bị nóng bạn nhé. Đây. Đó. Đây là cái mic thu này. Đó. Và bên đây sẽ là nút reset bạn nhé. Này. Đó. Cái mẫu bóng điện này các bạn sẽ về cắm xoáy vào cái nuôi điện của nhà các bạn rồi dùng các bạn nhé. Và cái bóng điện này là các bạn vẫn có thể là dùng điện như bình thường, vẫn bật sáng như bình thường các bạn nhé. Đó, thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera ngụy trang hình chiếc bóng điện này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên màn đây. Các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí được các bạn nhé. Và các bạn đăng ký YouTube của mình, ủng hộ đơn vị nhà mình sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc cho các bạn nhé. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh YouTube Lâm Phát, các bạn chụp ảnh màn hình gửi qua Zalo số điện thoại này của mình, đơn vị nhà mình sẽ tặng kèm cho các bạn một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 128GB, đơn vị nhà mình cài sẵn vào trong cái máy camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần làm theo như video clip này của mình là có thể sử dụng thôi các bạn nhé. Sử dụng của chiếc camera ngụy trang hình chiếc bóng đèn này rất là đơn giản. Những bạn nào đang sử dụng cái dòng camera SQ18 này, camera A25 thì cái mẫu bóng điện này nó sử dụng tương tự như vậy các bạn nhé. Đó, thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc camera ngụy trang bóng điện này và đi vào test cái chất lượng hình ảnh cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết nhé. Đây, mắt camera trước các bạn nhé, mắt cam này mắt cam lồi nên là các bạn có thể quay góc quay rất là rộng các bạn nhé. Đó, đây sẽ là cái mic thu âm này. Đó. Mà các bạn để ý chỗ này sẽ có một cái lỗ là lỗ to hơn các lỗ khác, sẽ là lỗ reset bạn nhé. Đây có chữ reset ở đây. Đó. Là khi camera bạn dùng đâu cũng như các bạn muốn đổi wifi thì bạn sẽ dí liền vào nút reset này, các bạn reset lại là được bạn nhé. Đây. Đó. Mình sẽ cắm thẻ nhớ vào bạn nhé. Đây thẻ nhớ thì bạn sẽ úp cái chiều mặt đây, mặt là chữ bạn lên trên, các bạn đóng kín này. Nó sau đó bạn xoáy vào cái đuôi điện của nhà bạn là được thôi. Đây. Mình đã chuẩn bị sẵn cái đuôi điện đây. Đó, mình cắm điện nhé. Đây. Đó, thì để sử dụng thiết bị nhé, thì các bạn sẽ cần tải cho mình một cái ứng dụng về điện thoại là ứng dụng V380 Pro. Thì bạn nào đang sử dụng điện thoại là iPhone thì các bạn vào cửa hàng App Store. Còn bạn nào dùng điện thoại là Samsung, Oppo, Vivo thì bạn vào cửa hàng Cyberlay nhé. Các bạn gõ cho mình cái ứng dụng là V380 Pro. Đây. Các bạn tải cho mình ứng dụng V380 Pro có biểu tượng màu xanh như này các bạn nhé. Thì mình đã tải sẵn ứng dụng này vào điện thoại rồi. Thì các bạn sẽ thoát ra ngoài màn hình này. Đó, sau đó các bạn vào mục cài đặt của điện thoại này. Các bạn chọn vào mục nào Wi-Fi. Thì bạn đợi một chút nhé. Đợi khoảng 5 đến 10 giây nữa thì camera ngụy trang bóng điện này sẽ phát cho mình một cái mã Wi-Fi có chữ MV đằng trước và một dãy số là không mật khẩu bạn nhé. Đây. Camera đã phát ra wifi có chữ MV này thì các bạn sẽ kết nối vào. Đó, kết nối wifi có chữ MV vào. Khi kết nối xong có hiện dấu tích như này thì bạn sẽ thoát ra màn chính. Sau đó bạn vào trong cái ứng dụng là V380 Pro. Đây, các bạn sẽ chọn là tôi biết. Đó, thì khi các bạn vào trong ứng dụng V380 Pro thì bạn nào chưa tài khoản thì bạn sẽ ấn nút đăng ký đây. Đó, đăng ký thì các bạn sẽ nhập tài khoản Gmail của bạn vào rồi bạn đăng ký, nó sẽ gửi mã về Gmail cho bạn. Cũng như bạn có thể đăng ký bằng di động bạn nhé, đăng ký bằng số điện thoại của bạn thì nó sẽ gửi mã thông báo về điện thoại của bạn thì bạn sẽ đăng nhập vào thôi. Nhưng mà mình làm video clip cho các bạn thì là mình sẽ ấn vào chữ thử trải nghiệm này rồi chọn đăng ký xong. Đó, thì khi bạn vào trong cái ứng dụng V380 Pro này thì nó sẽ là màn hình trắng như này. Thì để kết nối với cả cái camera bóng đèn này thì bạn sẽ lấy tay các bạn vuốt nhẹ xuống đây. Đây. Khi bạn vuốt xuống thì trên màn sẽ hiện cái chữ là thêm thiết bị này thì bạn sẽ chọn chữ thêm thiết bị. Đó, thì khi bạn chọn thêm thiết bị xong thì đây nó sẽ hiện cái một cái bảng của cái camera. Thì để cái xem camera nhá thì bạn sẽ chọn màn hình cái mũi tên này. Đó, sau đó bạn cài đặt mật khẩu là bạn đặt mật khẩu cho cái camera này. Ví dụ như mình đặt là A123456 A cộng. Đó. Thì mình bên dưới mình cũng sẽ nhập mật khẩu là A123456 A cộng bạn nhé. Đây, làm sao cho hai mật khẩu giống nhau là được bạn nhé. Đây. Đó thì khi bạn ở đây nó sẽ hiện chú thích cái này. 8 đến 40 ký tự này, có ít nhất 3 loại ký tự.
là cả số, cả số này, cả cái kiểu ký tự riêng ấy. Đó. Rồi bạn chọn OK. Đó, sau đó bạn chọn là chỉ dành kết nối với AP. Đó. Đây, thì hình ảnh rất là nét luôn. Đây các bạn có thể là quay về góc đằng trước luôn. Đây. Đó, góc cam lồi quay 360 độ rất là rõ nét các bạn nhé. Là mình đang quay trong phòng của mình luôn. Đó, bạn nào muốn chụp ảnh màn hình bạn sẽ chọn hình cái máy chụp ảnh màn này. Đây, trong này nó sẽ có tiếng Việt hết các bạn nhé. Đây, chụp ảnh màn này. Đó, bạn nào muốn ghi hình bạn sẽ chọn là ghi hình. Đây, 2 giây. Đó, các bạn muốn chọn lưu bao nhiêu giây thì bạn sẽ chọn đây. Thì cái video sẽ tự động lưu trong cái app V38 Pro các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ bấm là nó sẽ tự động lưu lưu video vào trong cái ứng dụng các bạn nhé. Đó, các bạn muốn phát lại xem lại video thì bạn sẽ chọn màu, ví dụ các bạn muốn xem lại những cái đoạn video ở trong cái thẻ nhớ thì bạn sẽ chọn một phát lại này. Đó, những bạn nào mà đã đăng ký tài khoản thì đây nó sẽ hiện đây. Đó, đó, nó sẽ hiện ra cái đoạn video, đây là cái video của mình. Đó, video của mình mà vừa ấy. Còn bạn nào mà muốn xem thì các bạn sẽ chọn micro SD này, cho chọn dịch vụ đám mây là các bạn sẽ xem lại trên cái app luôn bạn nhé. Đó. Đó. Đó, làm sao để cho hai cái mật khẩu nó giống nhau vậy nhé. Đây. Nó còn cái hình hơn này, hơn là giúp bạn thể là chế độ cài đặt, chế độ hiển thị này. Đó, nghịch đảo là các bạn có thể là đảo chiều hình ảnh các bạn nhé, đảo chiều lên xuống này. Đây. Đó, cũng như là các bạn có thể là điều khiển ánh sáng. Đó, các bạn ví dụ các bạn muốn bật cái đèn của cái camera bóng điện lên thì bạn sẽ bật đèn lên, đó, bóng điện vẫn sáng bình thường. Đây. Cũng như tắt đèn đi này, tự động này. Tự động là khi các bạn gắn cái camera này ở ban đêm ấy thì tự động nó sẽ ban đêm sẽ tự động phát sáng các bạn nhé. Đây. Đó. Này, còn cài đặt hình ảnh đây. Đó, đen trắng này. Màu này. Đó, đây chế độ ban đêm ấy. Đó. À, còn bên trên này sẽ là bật tiếng lên này. Alo alo. À, do cái điện thoại của mình và cái camera bóng điện đang ở gần nhau nên là sẽ bị xung đột âm thanh. Còn khi bạn đã kết nối xem từ xa rồi thì cái tiếng vọng như vậy sẽ mất đi bạn nhé. À, còn cái hình ô vuông này giúp bạn thể là xem 4 cái camera bóng điện cùng một lúc. Nó giống như cam đầu ghi luôn, các bạn có thể xem 4 cái cam cùng một lúc luôn các bạn nhé. Này. Đó. Đó là mình đã kết nối wifi của camera để xem bạn nhé. Thì bước tiếp theo mình sẽ vào một cài đặt và hướng dẫn mọi người một số cái cài đặt trong ứng dụng này, cài đặt này. Đó. Thì trong đây nó sẽ hiện cái thông tin thiết bị là cái mã của cái camera này. Đấy, mỗi một camera sẽ có một cái mã riêng. Đó, còn các bạn muốn chụp ảnh cái mã QR này các bạn chia sẻ cho một người khác thì nó sẽ người ta sẽ xem từ xa giống như đứa bạn luôn. Đó. Đó, còn mục thay đổi mạng thiết bị là giúp bạn thể là bật cái chế độ để xem từ xa bạn nhé. Thì các bạn sẽ chọn vào mục là chế độ chạm wifi này. Sau đó các bạn chọn cái wifi của nhà các bạn. Ví dụ bạn đang gắn cái cam này ở trong nhà các bạn thì cam sẽ tự động tìm ra wifi xung quanh trong nhà các bạn. Mà các bạn gắn trong xưởng của các bạn thì cam sẽ tự động tìm ra wifi trong xưởng bạn nhé. Thì bạn sẽ nhập mật khẩu wifi vào rồi chọn new là điện thoại bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G 4G thôi là có thể xem được trực tiếp từ xa hết bạn nhé. Đó, mật khẩu của thiết bị này, mật khẩu thiết bị là các bạn sẽ nhập cái mật khẩu cũ là cái mật khẩu vừa rồi mình test cho các bạn ấy, A123456 ấy. Đó, A còng ấy. Còn bên dưới các bạn muốn đổi mật khẩu nhau lại sẽ chọn đây. Đó. Còn mấy cái mục bên dưới này thì mình cũng không cần dùng đến các bạn nhé. Đó, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang hình chiếc bóng điện. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera ngụy trang này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886992345. Các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh V ủng hộ đơn vị nhà mình. Đơn vị nhà mình sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc cho bạn nhé. Và đặc biệt hơn là các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ gắn sẵn trong một cái bóng điện cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng vào điện thoại rồi làm theo như video clip này của mình là có thể sử dụng thôi các bạn nhé. Còn thì video mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.